À, bánh đúc này á, là mình không có cần phải có nước vôi như ngày xưa. Theo cái công thức này thì các bạn có thể làm ra bánh vừa giòn, dai và dẻo nha. Bánh đúc lá dứa là một trong những món ăn tuổi thơ của mình. Nó đi sâu vào lòng mình từ khi còn rất nhỏ. Nhớ mỗi buổi trưa hè có cô hàng xóm gánh cái gánh bánh đúc đi ngang với tiếng rao thánh thót. Ai ăn bánh đúc không? Nghe sao mà nó ngọt liệm, làm cho mỗi đứa nhóc ở trong xóm giống như là tụi mình đang bị ông bà cha mẹ ép ngủ trưa mà cũng len lén chạy ra làm vài đĩa bánh đúc ngọt, chan nhiều nước cốt dừa vào. Ăn đến đâu nó ngọt ngào thấm tận răng đến đó. Cứ mỗi lần làm món này ấy, là mình bao nhiêu ký ức tuổi thơ nó ùa về. Xa quê hương nhưng mà vẫn mang theo bao nhiêu hồi ức đẹp phải không các bạn? Trong đó có cả những món ăn tuổi thơ là món bánh đúc lá dứa này. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh đúc ngọt nhưng không dùng vôi như ngày xưa mà bánh vẫn giòn, sừng sực, dai dai khi ăn nè. Thì để làm món này rất là đơn giản, trước hết là mình cần có bột năng. Bột năng ở đây mình có 1 cup cộng với 1 phần 3 cup bột năng, tổng cộng là 135 g. Nếu như bạn không có cup thì bạn lấy cái cân bạn đo ha. Đây là bột năng. Còn đây là bột gạo là 3 phần 4 cup bột gạo, tương đương với lại 90 g. Đây là bột đậu xanh. Bột đậu xanh á, thì mình có là 1 phần 3 cup tương đương với lại 55 g. Bột đậu xanh thì mình dùng hiệu này nha. Nếu như bạn đi chợ, chợ nào bán hiệu nào miễn sao là có là bột đậu xanh hay là bột tinh bột đậu xanh cũng được. Có chợ bán là mung bean starch, tùy chợ nha, thì loại nào cũng được ha. Kế đến mình cần có đường thốt nốt và mình cần có lá dứa. Lá dứa thì mình có 6 cái lá dứa, mình cắt nhỏ mà nhớ rửa sạch nha. Thường thường trong lá dứa nó cũng hơi có cát á. Và 1 lon nước cốt dừa. Công thức thì mình làm ít ít thôi, còn bạn nào mà gia đình đông thì mình nhân lên gấp đôi, gấp ba gì nha. Bây giờ mình sẽ đi xay lá dứa. Mình cho lá dứa vào đây và nửa lít nước nha, tương đương với 2 cup nha các bạn. Lá dứa sau khi xay nát rồi đó, giờ mình lấy ra mình lọc nó. Cái túi lọc này nè, nếu mà bạn muốn mua cái túi lọc này á, thì mình có để dưới phần description, phần mô tả nha. Có cái lá dứa này nó rất là thơm. Nếu như mà bạn không có lá dứa thì dùng bằng cái tinh dầu lá dứa nha. Mình cho vào đây trong một cái thau, mình bỏ hết bột vào đây. Cho vào đây 1 muỗng canh đường tương đương với 20 g, nửa muỗng cà phê muối biển, trộn bột lên cho đều và mình cho từ từ nước vào đây, nước lá dứa các bạn, mình cho từ từ vào. Mùi lá dứa này công nhận nó thơm thiệt luôn á các bạn ơi. Các bạn ơi, mặc dù là mình có lá dứa xay nhưng mà mình phải bỏ vô cái tinh dầu lá dứa thêm để cho nó có, nên mình tạo màu và cho nó thơm nữa. Thì bạn nào không có lá dứa tươi á, bạn dùng 500 ml nước lọc và cho vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê tinh dầu lá dứa nha. Các bạn lưu ý khi mà mình mua cái tinh dầu lá dứa này, nó có 2 loại. Khi mà ở trong chợ á, người ta bán 1 loại đặc và 1 loại lỏng. Cái loại đặc á, thì nó sẽ thơm hơn, cái loại lỏng á, và mình không có điều chỉnh đúng nó có thể bị đắng nữa. Cho nên là mình recommend, tức là cho nên là mình khuyên là nên mua cái loại mà đặc á nha các bạn. Thì mình cho vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê nha. Cái muỗng cà phê mình đang dùng là loại nửa, phân nửa, cho nên mình dùng lưng lưng chút xíu. Sau đó mình để bột ở đây nghỉ 15 phút. Bây giờ mình cho vào đây 650 ml nước lọc nha. Khi nước bắt đầu sôi á, mình cho cái nước bột này vô và cho từ từ nha, mình quậy. Mình hạ lửa lại nhỏ nhỏ vừa vừa. Ví dụ mình có 9 số á, thì mình hạ xuống còn khoảng số 3, số 4 thôi nha. Khi mà bột nó sệt lại như vậy nè, mình tắt lửa nha các bạn. Đó. Thì mình làm khoảng 3 phút là bột nó sệt như vậy nè. Kế đến mình cho dầu vào trong một cái khuôn nè. Tùy theo bạn làm khuôn tròn hay là khuôn vuông nha.
Và giống như bánh của mình á, mình đổ nhiều hay ít thì cái độ dày của nó hay độ mỏng á, thì mình làm nó khác nhau, mình hấp nó khác nhau. Dày quá thì mình hấp khoảng 35-40 phút, còn mỏng thì mình hấp khoảng 30-35 phút. Đó. Thế đó, mình cho một ít dầu lên trên mặt bánh đó, để mình dễ tạo cái độ ép xuống, không thôi nó dính vô trong cái muỗng đó các bạn. Đó. Đây, cái này trước khi hấp nha các bạn, nhìn đẹp chưa nè. Bây giờ mình sẽ cho vào cái sửng mình hấp nó nha. Nước phải sôi rồi mình mới cho vào đây. Và mình đậy lên một cái khăn. Mình hấp, bởi vì cái bánh của mình nó dày cho nên mình sẽ hấp khoảng 35-40 phút nha. Trước hết là mình để ở đây. Hấp khoảng 15 phút mình xả nước ra một lần nha. Sau khi mình hấp được 35 phút á, bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Wow, bánh đẹp quá. Cái màu đẹp lung linh luôn. Bây giờ mình thử xem bánh chín chưa bằng cách mình lấy cái que tăm nè, mình châm nó vào. Và mình không có thấy nó dính lên cái tăm á, nghĩa là bột đã chín rồi nha. Mình để ở giữa luôn nè. Đó, mình tắt lửa. Để cho bánh mau nguội, mình sẽ cho một ít nước đá chung quanh cái khuôn nha. Mình để cái bánh cho nó nguội hẳn rồi mình mới đem cắt. Trong khi chờ đợi bánh nguội thì mình sẽ đi thắng đường thốt nốt. Mình cho vào đây một cốc nước lọc, tương đương với 250ml. Mình cho vào đây 125g đường thốt nốt nha các bạn. Cho vào đây một chút xíu muối biển. Khoảng 1/5 muỗng cà phê muối biển. Mình cho một muỗng cà phê bột năng và một muỗng canh nước lọc, sau đó mình trộn đều lên. Đường thốt nốt đó, nấu ra cái màu rất là đẹp luôn. Thì khi mà nó tan đường á, bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ mình có 9 số, mình để lửa số 2 và mình nấu cho nó sôi lăn tăn khoảng 2 phút nha. Sau 2 phút á, mình sẽ cho cái bột năng mình mới pha với nước vào đây. Và mình để nó sôi lăn tăn khoảng 1 phút, mình mới tắt lửa. Kế đến mình sẽ cho nguyên một lon nước cốt dừa vào đây. Một lon nước cốt dừa này á thì nó là 400ml. Mình sẽ cho 1/4 nước lọc vào trong đây nha, tức là 100ml. Cho vào đây. Mình cho vào đây nửa muỗng canh bột năng, hay là bột bắp gì cũng được. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Đến mình cho vào đây 3 muỗng rưỡi canh đường cát trắng. Một muỗng canh thì tương đương với lại 20g. 3 muỗng rưỡi, khoảng là 70g nha. Mở lửa lên và mình trộn đều để cho cái bột năng nó tan đều. Lúc này là mình phải quậy đều và mình không có để cho nước dừa, nước cốt dừa nó sôi, nó sẽ bị gắt dầu. Mình để cho nó là sôi lăn tăn thôi, là mình tắt lửa. Khi mà các bạn thấy nó sôi lăn tăn như vậy nè, mình trộn nó đều nha, nhớ như mình nói rồi đó, tức là mình phải trộn nó như vậy nè. Bây giờ nó còn nóng cho nên bạn thấy nó lỏng, nhưng mà thật ra lúc mà nó nguội nó sẽ kẹo hơn lại nha. Nè. Và khi tắt lửa mình mới cho nửa gói bột vanilla vào đây. Mình quậy đều và để cho nó nguội rồi. Đây các bạn, sau khi mình để cho nó nguội hẳn rồi đó, bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Bạn coi nè, bánh dẻo, giòn, ngon lắm. Cái con dao này mình nhớ thoa một ít dầu lên để cho dễ cắt nha các bạn. Mình lấy lên cho các bạn xem. Đây. Đó. Nhìn nó đẹp lắm luôn á. Cái này mà các bạn để cách đêm á, bỏ trong tủ lạnh cách đêm, qua ngày hôm sau mình ăn, mình không có cần phải hâm lò vi sóng nữa nha. Mình bỏ vào mình ăn cũng rất là ngon nha. Cho các bạn nhìn ở bên trong nè. Đó.
Nếu mà bạn có cái dao răng cưa đó, mình cắt nó sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mình cho một ít nước đường lên đây nha. Kế đến cho một ít nước cốt dừa lên đây. Và dĩ nhiên không quên mè rang nha các bạn. Ăn cái này phải có mè rang mới ngon nè. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bánh đúc lá dứa. Mình quay gần cho các bạn xem nha. Nhìn có hấp dẫn không các bạn? Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Cho một miếng đường vô đây và một miếng nước cốt dừa và mè. Mời các bạn nha. Phải nói là rất là giòn. Wow, ngon quá các bạn ơi. Cái nước đường và nước cốt dừa mình làm như vậy nó vừa ăn nó không có quá ngọt. Tuyệt vời luôn. Với công thức này á mình làm được khoảng 5 cái dĩa giống như này nè các bạn. Cho nên là nếu gia đình của bạn đông thì bạn làm thêm nha. Khi mà làm cái này nè, nếu mà được á thì các bạn nhớ có cái cân á, mình cân nó sẽ chính xác hơn. Và làm theo cái nguyên liệu mình chia sẻ thì cái bột á nó sẽ giòn. Ngon lắm các bạn. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.